Chào các bác nhá. Hôm nay giới thiệu với các bác một cái loa siêu chép để đánh chim sẻ nhé. Loa siêu chép hiệu quả nhất. Mấy hôm trước ấy, tôi có làm clip chia sẻ với các bác là cái cách độ loa để đánh chim sẻ nhé. Đó là kết hợp hai con, một con thạch anh dây đồng này và một con thạch anh bằng giấy này. Thế nhưng mấy hôm trước đấy là cái con thạch anh dây đồng này ấy, chỉ là cái con nguyên bản thôi. Con nguyên bản con chưa đụng chạm, chưa chế độ gì thêm. Thế thì trong quá trình sử dụng, anh em có nhiều ý kiến phản hồi lại là cần cái chất lượng âm thanh nó tốt hơn nữa. Và qua cái chuyên môn nghiên cứu nhá, thì shop cũng đã phát hiện ra thêm nữa là anh em mà thợ đánh chim cao thủ ấy, đấy là người ta độ ấy, này là độ sâu ở trong cái chép này này, trong cái chép dây đồng này, chứ không phải là lấy đơn giản là hàn từ bên này sang bên này đâu. Đây, hàn thì vẫn như này thôi. Đây này, hôm trước tôi có hướng dẫn kỹ cho các bác này. Các bác để cái con tụ này quay xuống dưới này, thì chân bên này thì các bác hàn vào loa, chân đây các bác cũng hàn vào loa, chân này thì có một dây nữa để do loa chép này, và cái chân giữa này các bác hàn do loa chép. Hàn thì hoàn toàn giống nhau như vậy nhé, nhưng mà nằm sâu ở bên trong cái con chép thì anh này là người ta đã xử lý rồi. Người ta xử lý ở đây ấy, thứ nhất là người ta xử lý là tính cho cái vòng dây đồng này là bao nhiêu vòng, bao nhiêu cực, điểm nào cho nó hợp lý nhất nhá, là người ta tính xử lý cái vòng dây ở trong này rồi đấy. Chứ còn cái này là cái con nguyên bản là mình chỉ gọi là lấy được ít mình kích lên thôi. Cái con này người ta xử lý rất là kỹ, lấy phần nào để kích lên tiếng để cho cái tiếng của cái con xét con thạch anh bằng giấy này là nó là trong nhất, thanh nhất, tốt nhất. Thế còn họ làm ấy, họ làm cộng hưởng ở trong này, có nghĩa là cái chép thạch anh này này thì họ sẽ không cho kêu, không cho kêu nhé, không cho kêu. Thực chất ra là họ ngắt cái dây ra ấy thôi, ngắt cái dây ra màng chép thôi. Đây, tôi thử cho các bác xem này, trong này nhá, trong này có thẻ nhớ, đây thẻ nhớ bật lên là chạy này. Cái loa này là loa 898 đời mới nhất, các bác bật lên thì các bác bấm vào đây, đấy nó mới chạy. Thế như này là nó chạy rồi nhá, đấy nó chạy rồi. Thế nhưng các bác này chưa đấu vào cái chép này ấy, thì một mình cái chép nhỏ này không này là nó không kêu này. Khi các bác đấu vào chép to này đấy, khi các bác đấu vào cái chép to này ấy, thì nó mới kêu. Và lúc đấy kêu ấy là nó nhận những cái cuộn dây đồng ở trong này này, nhận cuộn dây đồng ở trong này để nó kích cái chép này lên. Mới khi chất lượng là tốt nhất, trong nhất, thanh nhất, lọc dè, không bị dè, không bị tạp âm nhé, để cho nó trong, nó không bị dè, không bị nhiễu ấy. Đây các bác này, khi nó kết hợp với con này nó mới kêu. Đấy. Nó sẽ là không kêu nhé. Đây các bạn lưu ý kỹ này, cái con thạch anh này là con thạch anh không kêu này, và con thạch anh này là đã được xử lý rồi nhé các bác nhé, đã xử lý rồi. Thế còn cái con này như lần trước tôi làm ấy chỉ là con nguyên bản thôi, tại vì cái con xử lý này thì chia sẻ với các bác luôn là bản thân tôi cũng không làm được. Đây này, người ta cậy ra, người ta cuốn lại dây, xong rồi đổ keo 502 này, đổ keo 2 cho nó im lại này, cuốn lại dây, chọn những cái tụ là bao nhiêu vòng, bao nhiêu vòng. Đấy là người ta tính theo thực tế rồi. Thế còn bản thân tôi là cũng không làm được cái việc này, là tôi phải nhập sẵn cái con chép mà đã xử lý rồi về hàn độ cho các bác thôi nha các bác nhé. Thế còn cái con mà con này là con chưa xử lý này thì nó rẻ, nó có 15.000 một con thôi. Đây, tôi cũng có rất là nhiều. Con này là con chưa xử lý, đấy 15.000. Thế còn cái con này thì tôi mới liên hệ được bên thợ chuyên nghiệp họ xử lý cho, thì con này sẽ đắt hơn, cái loại này đắt hơn. Thì chính vì vậy để mà cái giá thành nó cấu thành lên một cái bộ chép hoàn chỉnh bao gồm một con thạch anh dây đồng và một con thạch anh bằng giấy này, giá nó sẽ cao hơn, nhưng mà đổi lại chất lượng âm thanh thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Đây. Đây là bài Trung Quốc rồi. Đây, tiếng trẻ lo nó cũng rất là tốt nhá. Đấy, các bác thấy nhá, cái âm thanh thực tế của nó rất là chuẩn, rất là hay. Cái này là tôi giữ cho các bác nghe thử thôi. Thế còn khi mà lắp trực tiếp vào ấy, thì phải hàn thiếc vào cho nó chắc chắn. Đấy. Cái con này là con thợ câu mẫu cho mình một con. Đấy, sau này những cái con này là mình chỉ việc làm như vậy, mình chỉ hàn như vậy là sẽ thành nhá. Cái con này là người ta đã xử lý rồi. Đấy, mình làm theo giống như là thành. Các bác mà mua theo loa ấy, mà độ ấy, thì tôi sẽ độ luôn cho các bác, hàn luôn dây cho các bác. Thế còn các bác mà mua cái con check đã xử lý này rồi ấy, về các bác độ sẵn, các bác có đồ rồi, mua con check đã xử lý này rồi thì các bác về các bác làm thế này là được nhé. Đây, mô hình rất là dễ. Đây, em quay gần này, các bác quay cái con tụ ở xuống dưới này, 2 dây đỏ là dây từ trong loa ra, các bác quay xuống dưới đây, quay vào từ mạch loa dẫn ra này, 2 dây vàng là 2 dẫn ra loa bát bằng giấy nhá. Đây, các bác nhìn này là các bác sẽ tự làm được, nhưng mà vấn đề ở đây là xử lý cái con chiếc thạch anh bằng giấy nó như thế nào, thạch anh giấy đồng ấy, xử lý nó như nào cho nó chuẩn nhất, nó bao nhiêu cực, bao nhiêu điểm và bao nhiêu vòng dây. Đấy, người ta tính quấn thêm hay là tháo bớt, cái đấy là do bí mật nghề nghiệp người ta không nói. Nhưng mà cái này tôi chỉ biết là cái con này đã xử lý rồi, thì chất lượng nó hay hơn rất là nhiều như vậy nhá. Rồi, các bác có nhu cầu cái này thì độ này sẽ nhích thêm một chút thôi. Các bác muốn hàng chuẩn thật thì các bác yêu cầu là shop độ cho các bác cái con thạch anh dây đồng đã xử lý nhá. Đấy, đấy các bác nói là độ cho con thạch anh dây đồng đã qua xử lý thì chất lượng âm thanh sẽ hay hơn. Còn không thì các bác vẫn cái độ cái con thạch anh dây đồng bình thường này này. Đấy, thế nên là mình mua mới đầu tiên này này thì cũng vẫn đánh được. Nhưng mà cái này thì tôi biết đến đâu tôi chia sẻ với các bác như vậy, tại vì mình càng ấy thì mình phải càng nghiên cứu làm sao cho nó đạt được cái chất lượng âm thanh nó chuẩn chỉ tốt nhất, ngày càng được nâng cao hơn nữa nhé. Rồi, các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với lại các số điện thoại của shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh đến từ Nha Nam, Tân Yên, Bắc Giang nhé các bác nhé. Rồi, xin chào các bác. Các bác cần tư vấn gì thì alo trực tiếp nhé. Các bác cứ liên hệ với các số đường này, tìm Zalo, Facebook đều có cả nhé các bác nhé. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác. Chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhé.